Ô đầu tiên thì mình sẽ pha một cọng màu trắng ha. Mình sẽ lấy hơi nhiều một xíu. Tiếp theo thì mọi người sẽ lấy màu vàng vào ô 2 và ô 3. Mỗi ô lấy một cọ. Sau đó mọi người dùng chính cây cọ này, lấy một cọ màu trắng như này ha. Mọi người bỏ vào ô màu vàng và đánh đều nó lên. Tiếp đến là màu xanh lá chuối. Mọi người sẽ cho một cọ vào ô này và một cọ vào ô này ha. Tiếp theo là màu xanh lá cây đậm. Mình cũng sẽ cho một cọ vào ô này và một cọ vào ô này ha. Kế đến là màu đen, mọi người sẽ cho một cọ vào ô này hoặc ít hơn một xíu. Cuối cùng là màu cam. Mọi người sẽ cho một cọ vào đây và một cọ vào đây ha. Chấm vào là được rồi, không cần lấy nhiều nha mọi người. Màu này mình thêm một xíu màu xanh lá cây đậm nha mọi người. Đây là 5 màu mà hôm nay mình dùng ha, gồm có màu trắng nè, màu vàng pha trắng, màu xanh lá chuối pha vàng, ô này là màu xanh lá cây đậm pha xanh lá chuối và một ít màu cam, và ô cuối cùng bên đây là màu xanh lá cây đậm pha thêm một chút màu đen và một ít màu cam nữa. Nó là màu rêu đậm đó nha mọi người chứ không phải màu đen nha. Mọi người vẫn sẽ dùng cây cọ hạt phỉ để tô nền ha. Đầu tiên thì mình sẽ dùng màu vàng sữa tô ở vùng trung tâm và chết lên trên một xíu. Tiếp theo là tới màu xanh lá chuối. Cái vùng dao bên trong thì mọi người làm cho nó mịn vô nhau ha. Mình sẽ lấn sâu xuống dưới một đoạn nữa. Bên trong đây thì mình có thể dùng màu vàng trước đó để làm mịn hai màu lại. Và cuối cùng là màu xanh rêu nhạt. Ngay chỗ vùng dao này thì mọi người dùng màu xanh lá chuối và tô vào ha. Đoạn này thì mình dùng cọ ẩm thôi ha. Sau đó bên dưới luôn. Rồi vùng này nè, thì mình lại dùng màu xanh lá chuối. Rồi mình đánh vô nó. Đó, cho nó hòa màu vô nhau nha.
Chỗ này thì mình dùng cỏ ẩm thôi. Bây giờ mọi người sẽ dùng cây cọ đầu nhọn ha. Mình sẽ vẽ cái thân cây ở khoảng giữa ha. Xuống tới đây thì mình dừng. Tương tự như vậy cho bên đây. Qua bên đây. Sau khi xong rồi thì mọi người thêm các nhánh cho nó. Mọi người cũng có thể dùng cọ tỉa để vẽ các nhánh cho cây nha. Mình sẽ dùng cây cọ đầu tua nè, cây mà hõm rài mình chấm hoa và chấm các bụi lá để mình chấm tán lá cho những cái cây này. Lúc này mình pha thêm màu do màu đã hết. Màu hơi sệt thì sẽ chấm đẹp hơn và lên màu đậm không bị nhạt do loãng nha mọi người. Chỗ nào có nhánh thì mọi người chấm lá ngay chỗ đó. Và đôi lúc mình sẽ chấm lên cả phần thân. Cái phần phía dưới gốc á, thì mọi người sẽ chấm vào màu xanh rêu nhạt nha. Mọi người sẽ vẽ phần gốc cho nó. Sau đó mọi người dùng cọ tỉa để tỉa cỏ bên dưới gốc cây. Mình đi từ bên dưới nè, kéo cỏ hướng lên trên ha. Màu này là màu xanh lá chuối á. Càng thoải mái thì cỏ sẽ ra càng tự nhiên. Bây giờ mình sẽ tiếp tới màu xanh rêu nhạt. Mình sẽ vẽ thêm thân cây cho nó. Hơi xích ra ngoài một xíu ngay ở giữa tranh á. Phần gốc này nó sẽ đi xuống sâu hơn. Càng xuống dưới thì mọi người sẽ càng nhấn cọ mạnh hơn để cho cái phần gốc nó được to ra ha. Không nhất thiết cây của mọi người phải thẳng băng nha, nó có thể hơi cong cũng được. Ví dụ như cây này thì mình cho nó hơi cong và có sự uốn nhẹ nè.
Sau đó mình sẽ tiến hành vẽ các nhánh cây. Xong rồi tương tự, mình sẽ dùng cây cọ tưa để chấm tán lá cho nó. Phần bên trên này nè, cái tán nó sẽ rộng hơn phía bên dưới nha mọi người. Có những đoạn mọi người sẽ chấm vô cả phần thân đó nha, chứ không phải lúc nào mình cũng chỉ chấm hai bên nhánh thôi. Mọi người sẽ dùng cái màu xanh rêu đậm ha, vẽ phần nền cỏ bên dưới. Nó sẽ che cái gốc của những cái cây trước đó mình vẽ. Tiếp tục dùng cỏ tỉa, mình sẽ tỉa cỏ trước. Sau đó mình sẽ vẽ các cây dương sỉ vào. Ở phần phía trên của những cây đằng xa thì mọi người có thể tỉa thêm cỏ hoặc là vài cái lá dương sỉ cho nó thêm sinh động nha. Sau đó đến gần hơn, mình cũng sẽ dùng màu rêu nhạt để vẽ thêm lớp dương sỉ nữa. Kế đến là màu xanh lá chuối.
và cuối cùng là màu vàng sữa. Điểm thêm vài sợi cỏ nhỏ nhỏ nữa. Tiếp theo thì sẽ vẽ mấy con bướm, gồm có một cái mình nè, cánh lớn và cánh nhỏ. Khi vẽ râu thì mọi người nhớ cẩn thận nha, nếu có chì trắng có thể dùng chì trắng, nếu có cọ tỉa nhỏ hơn thì có thể dùng cọ tỉa nhỏ hơn để tránh không kiểm soát được màu và râu nó sẽ bị to. Rắc thêm cái hạt li ti bên dưới. Bây giờ mình sẽ tạo vệt sáng ở giữa. Mọi người sẽ lấy một ít màu trắng bên đây và bỏ vào ô màu vàng ha. Và đánh đều nó lên. Bước này mọi người sẽ thử trước ngoài nháp nha, rồi hẳn đưa vào tranh. Mình sẽ lấy cây cọ đầu nhọn nè và bỏ vào phần trung tâm sáng nhất. Mọi người chuẩn bị kế bên một cây cọ bản vuông và khô nha mọi người. Không được có nước bên trong thì mọi người mới kéo và sáng được. Đầu tiên lấy màu này, bỏ vào vùng trung tâm. Mình dùng cây cọ khô quét nó ra theo một hướng bất kỳ ha. Và thêm vài đường xung quanh. Nếu mọi người thấy nó quá nhạt thì có thể thêm một lớp nữa. Tương tự như vậy, mình sẽ làm tất cả các hướng còn lại để nó có dạng tỏa tròn á, như ánh nắng chiếu vào đó mọi người. Mọi người cũng lưu ý là đừng lấy quá nhiều màu vàng bỏ vào mỗi lần kéo nha. Vì nhiều quá thì cái vệt sáng của mình nó sẽ bị dài và nó sẽ ảnh hưởng tới các chi tiết vẽ bên dưới á. Vậy là xong rồi, cuối cùng mọi người tháo băng keo nữa là hoàn tất.